Lên sóng nối tiếp dự báo tình yêu và thời tiết, bộ phim My Liberation Nurse, Nhật ký tự do của tôi là một câu chuyện mới lạ khi khai thác về đời sống của ba anh em sống trong một ngôi nhà hẻo lánh ngoại thành Seoul. Ngày hôm nay, hãy cùng Ten Asia đi tìm hiểu xem có gì hot trong bộ phim này nhé! Một, câu chuyện đặc biệt về những mảnh đời cô đơn. Nhật ký tự do của tôi là dự án chứng kiến màn tái xuất của Lee Min Ki, Kim Ji Won và Lee Ye. Phim là câu chuyện về ba anh chị em ruột Chang Hee, Ki Jeong, Min Jeong cùng với những tâm sự nặng trĩu của tuổi trưởng thành. Điểm chung của họ là đều sống trong một ngôi làng rất xa có tên là Sanpo mà chẳng ai biết đến. Người dân trong làng dần dần bỏ đi hết, sự cô lập của nơi đây khiến cho những mối quan hệ của ba anh em luôn bị phá vỡ. Min Jeong về nhà xa mà không thể tham gia câu lạc bộ của công ty, mất đi cơ hội giao lưu thân thiết với bạn bè và tạo lập các mối quan hệ xã hội. Chang Hee vì nhà ở trong một ngôi làng xa xôi mà bị bạn gái cắm sừng trên là đồ quê mùa và chia tay trong bất lực. Bản thân anh cũng cần phải trưởng thành để làm người đàn ông của gia đình. Ki Jeong vì sống trong ngôi làng đó mà đến tuổi tứ tuần vẫn chưa lấy chồng, thậm chí cô bị người đàn ông đã từng ly hôn 2 lần đối xử thiếu tôn trọng. Đến một ngày kia, một người đàn ông bí ẩn đột ngột chuyển đến ngôi làng của ba chị em, từ đó cuộc sống của họ đã đảo lộn hoàn toàn. 2. Diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên. Nổi bật trên nền phim đẹp đẽ mà trầm buồn ấy chính là diễn xuất đặc biệt xuất sắc của dàn nhân vật chính. Mỗi nhân vật mang lại cho người xem những cảm nghĩ rất khác nhau. Chị cả Ki Jeong do Lee Ye thủ vai hiện lên là một người phụ nữ có phần hơi xấu tính nhưng cực kỳ thẳng tính, hay cam ram, ám ảnh với việc yêu đương nhưng lại có những lời thoại gợi cho ta rất nhiều suy ngẫm. Anh thứ Chang Hee dưới màn thể hiện của Lee Min Ki gây ấn tượng với người xem là một người đàn ông có nhiều mặc cảm vì những định kiến của người đời, và qua nhân vật này, đội ngũ sản xuất đã gửi gắm một thông điệp nam quyền rất đỗi tinh tế. Còn người em út Mi Jeong do Kim Ji Won hóa thân lại là nhân vật rất đỗi đặc biệt, một cô gái sâu sắc, khao khát tìm kiếm hạnh phúc và sự giải phóng cho bản thân. Ngoài ra, bên cạnh dàn nhân vật chính, các tuyến nhân vật phụ của phim cũng được xây dựng rất tốt. Điển hình là cô nàng phong khoáng Hyun Ah do Jeon Hee Jin đóng, đôi mắt trầm buồn và sâu thẳm của nữ diễn viên thực sự đã giúp nhân vật trở nên có chiều sâu, đồng thời khơi gợi rất nhiều cảm xúc lên người xem. 3. Âm thanh và hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng. Dự án mới nhất của đài JTBC đưa người xem khám phá những ngõ ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn của mỗi con người. Ở đó, ta được chứng kiến câu chuyện về những mảnh đời không hạnh phúc ngay cả khi họ không có lý do gì để cảm thấy như vậy, hay những người luôn cảm thấy rằng mình bị mắc kẹt mặc dù chẳng điều gì trói buộc. Những hình ảnh đồng quê hiện lên giữa cái nắng oi ả, những hoạt động bình thường của gia đình thuần nông hay là những đêm ngồi giữa vườn lắng nghe tiếng dế kêu và bột muỗi đều là những hình ảnh rất đỗi chân thực. Mạch phim cũng rất vừa phải, dù theo thể loại lát cắt cuộc sống và lấy bối cảnh đồng quê nhưng không hề dài dòng hay nhàm chán. Nhật ký tự do của tôi như một cuốn nhật ký chất chứa tình cảm. 4. Truyền tải thông điệp chân thực, sâu sắc. Trong những năm gần đây, không khó để nhận ra màu sắc phim dài tập Hàn Quốc đang có sự thay đổi rõ rệt. Mô típ phim giật gân, gây sốc đến từ những mối quan hệ tình tiền độc hại kiểu Penthouse, Thế giới hôn nhân hay là Mai cũng đã được tiết giảm, dẫu đây từng là đặc sản làm nên sức hút của phim truyền hình xứ Kim Chi. Các nhà sản xuất phim Hàn Quốc dường như muốn mang đến cho khán giả một khoảng lặng bình yên. Nhật ký tự do của tôi hấp dẫn khán giả bởi câu chuyện chân thực, tình tiết phim chậm rãi như những lát cắt tâm hồn nhẹ nhưng đủ sâu sắc để cứa vào trái tim người xem. Phim không tô vẽ những phép màu có thể chữa lành sự bế tắc trong mỗi người. Thay vào đó, phim đưa người xem chậm rãi đi qua từng cảm xúc, suy nghĩ, nỗi niềm của mỗi nhân vật. Khoảnh khắc các nhân vật nói chuyện bằng ánh mắt, ngắm nhìn dòng người qua cửa kính của một quán cà phê vắng người, bước một mình trên con đường về nhà, hay nằm trên chiếc ván dưới gốc cây tán gẫu với bạn, dù có chút cô đơn nhưng mang lại đến cảm giác bình yên, chữa lành. Hành trình qua các tập phim của nhân vật là hành trình chữa lành những vết thương lòng và đi tìm yêu thương, những điều đẹp đẽ nhỏ nhoi trong cuộc sống. Cái kết của loạt phim Hàn thời gian gần đây đều vướng đến việc hóa giải những khúc mắc và thể hiện cách con người vượt qua nỗi đau, đưa ra thông điệp tích cực. Cũng vì vậy mà câu chuyện của họ rất đỗi gần gũi, dễ xem, dễ thấu cảm. Phim Nhật ký tự do của tôi được phát sóng vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 22:30 trên kênh JTBC và cả Netflix. Hãy comment xuống phía dưới cho chúng mình biết nếu bạn cũng đang xem bộ phim này nhé. Và cũng đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ten Asia để đón cho những sản phẩm mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.